Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Cái hộ dân ở đây ấy, họ cho, không cho kéo cái đường dây này qua cái vườn của nhà họ. Vì vậy bắt buộc là phải kéo ở trên cột này, cách khỏi vườn nhà người ta. Vâng, ra ngoài chỗ cây xăng anh nhé. Sau mấy tiếng anh em đã làm xong. Đây, bây giờ là đi tháo cáp. Cái này to hơn này. Cái này to hơn này Đức em này, cái này phải 21. Ở đây là có cả cáp của quân sự, của bộ đội thông tin. Dây thuê bao là có 3 cái, 3 hộ gia đình. Có 3 cái cáp to, 2 cái của Viettel, một cái của lĩnh thông tin. Bây giờ em đang phải tháo cái cáp, mấy cái cáp này xuống này. Dân ở dưới thì đang uống linh đình. Tháo cái này thì mọi người phải dùng đai nhé, dùng đai cho nó an toàn. Đây là cái cột đôi nên rất khó để bám vào. Cái này phải dùng đến cơ lêm 19. Để mình tháo cái cáp ra. Thông thường thì mình đi tháo cái này thì nó dễ hơn so với mình kéo. Cái lúc nào cũng phá hoại thì nó cũng nhanh hơn. Hai chú bộ đội ở bên dưới thì đang buộc cái dây cáp của họ. Trước em đã tháo xong rồi. Sao lại tháo cái cột này thì bên điện lực họ chuyển cột nên anh em lại phải đi chuyển cái cáp sang cái cột mới này, nó rất tốn thời gian. Lấy que cho anh không? Chọc vứt xuống làm gì? Que chọc cái dây này cho nó sang cùng một hướng bên này đi. Cần gì? Cần chứ. Sao lại không? Tí buộc cùng mà. Anh đang đi cùng hướng cái dây điện này đây. Đang mé dây điện này. Buộc luôn dây điện này. À ừ nhờ. Thế sao lúc nãy để hạ xuống đấy nhờ? Ít nhất phải qua cái cột này đi, bọn nó bốc. Đúng không? Thế lại bây giờ phải mồi dây lại để kéo lại. Có mũi dây đấy á? Cả cái dây của các anh quân đội đâu mà. Dây của anh ấy thì phải ở ngoài là... Không, ở ngoài mọi nữa nó tháo cái cột này mà. Ở ngoài sao được? Chắc qua. Qua thì cho qua nóc để lúc nó gỡ cột điện. Nó gỡ cột điện là đèo máu thôi. Vâng. Tức là phải qua bên này cột. Mồi dây lại lên. Thế nên mai khi nào bọn nó nhổ cột các anh lại phải xuống à?
quá căng thẳng. Hình như 2 giây thuê bao đấy Đức em ạ. Còn 1 giây kia kìa. Mang sông được vẫn qua được. Điện lực máy họ sẽ chuyển cái cột từ này. Nhưng bây giờ có mấy cái dây bên này phải qua hết bên tay phải này, cái cột. Điện máy họ có nhổ cột đấy. Thì nó không bị vướng vào. Ui nặng thế. Sợ đéo qua được rồi. Thank you.
Đây là cột của bọn ấy nhỉ, bọn hợp tác xã đúng không? Hả? Khóa nào? Quên. Ném cho anh kìm lên với. Bây giờ mới là vấn đề nhỉ? Vấn đề là nó đang bị kéo qua dây thứ bao. Đây chỉ cần căng cái dây này. Còn dây mé bên này vít này thì được.
buộc bó hết vào dây điện ấy, buộc cho đến ngã ba ngoài mé ngoài ấy. Bây giờ làm dây bện, bện xong móc vào cái kia, xong chú ở dưới ấy, kéo lấy chốt móc vào cái xà bọn nó trên cao hơn kìa, được không? Cả bên này cũng thế. À bên này là đéo được. Bên này thì phải móc vào cái bện, tức là mình bện vuông góc, bện vuông góc sang góc bên này này, đúng không? Ờ. Thì tí nữa anh chỉ kéo cái dây này căng thôi, còn dây này nó sẽ mặc định lên cao, đúng không? Đây như này. Thì phải vậy thôi. Chỉ kéo dây này thôi. Địt mẹ, bọn này phải không cho đi qua nhà. Thua. Đánh tam kẹp hai con này. Đánh tam kẹp. Chủ yếu kéo dây này không ạ? Nhưng mà phải ướm để còn tầm dây chứ. Đây này, tầm này này. Tầm này đúng không? À, đến cách dây điện. À, nó cách ra mình chỉ nâng thôi mà. Xong, thế về chỗ về bắn tầm này. Thì tí bởi vì thằng này tí nữa nó còn lên là nó còn thẳng ra. Thẳng ra tầm này là được rồi. Chỉ đến đây thôi. Tí nữa anh đánh vuông góc đây đúng không? Để cho dây nó vẫn ở ngoài đây đúng không? Ừ. Đánh đây nhá. À. Có cái cột điện nhưng lại không được bám vào. Thua. Đi mẹ. Suy nghĩ bản xứ với đây. Đi cho nó gọn cho nó đẹp. Đi mẹ. Đơn giản là bố không thích. À. Một khi đã thích thì đừng hỏi. Một khi đã nhích thì đừng hỏi. Cái gì? Một khi đã... Đó, cho mẹ bên kia sang góc rồi xem. Ừ. Đó, đây. Cho cả hai dây vào tam kẹp này luôn. Không được. Siết chặt được. Nhưng mà nó lại bẻ gấp dây như này. Gấp đáng bao nhiêu? Đằng sau nó là dây trùng mà. Kéo anh cả. Từ từ, nối cả. Để ấy xem có vừa à, ướm thử chưa đi. Chịu, bây giờ mới thêm nối vào cái dây này mới ướm tiếp. Ừ, đợi tí nhá. Anh buộc vào đâu? Anh buộc vào đây. Để tí nữa là mình ướp luôn. Để nó đỡ bị trùng xuống đây này. Trùng được mà. Không bao giờ trùng được. Là kịp hết một loại. Tí nữa bên... Anh ướp này mà tí nữa mà dây của anh ngắn hơn cái dây có tam kẹp này là dây... Đó, anh buộc thành đây luôn mà. Dây này cho trùng hơn. Anh mà cho như này tí nữa dây thuê bao gánh tam kẹp à? Không.
bây giờ buộc luôn cái này vào đấy đi. Ờ. Đây đó. Alo. Dây bọc chặt nên là đi xa cả vai này anh chồng. Dây bọc chặt nó đi xa cả vai à? Đi đàn anh. Nó kéo bọt long, nó đi bao long kho này anh. Bên cái đi đàn anh. Ờ. Nó ok, chôn dung đấy. Cái xa cả vai mà ớt còn đi bao. À, nó đi xa cả vai à? Xa cả hồ. Ơi ở tỉnh hay nó thịt long thì hơi quê đi. Nó long cái mang sung á, anh cho phải xoay bút thôi. Chuồn đã có bút cá. Mang sung là nó rồi. Mang sung tao bung anh mấy cái ờ. Con anh nghĩ ăn long cái ni bên bên long 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 cũng thì hay là cá bọc chặt mà. Ờ. Long long thì ở còn trường nối với vai cột điện khạt long rồi cả. Con mực cột khả năng là khạt long đơn vị nó. Ờ, long đơn vị, có cái chai tác ạ. Cái nật long mang xuống đây đã quên đi. Nhầm hả? Đã ở bụng thì căng rồi. Con xe để ở chỗ khoai hết nhỉ? Cái kia là đống cát đi mà. Bọn này nó hay có ấy đấy. Xe to đấy. Ok, em thử kéo đi. Thiếu à? Bị trùng quá đúng không? Trùng đúng không? Trùng. Ờ. Cho dịch khoảng độ tầm 1 mét nữa. Tầm này nhá, tầm này mới đủ. Tầm này. Alo. Giữ. Ờ. Ôi ơi, một mẹ rồi. Nè, cần tay đi em bóp cho mày. Thank you.
không, một tuần đâu. Nào, ấn xuống đi. Bên này đi, nốt bên này đi. Đặt xuống mà đạp. Nốt đi. Dạ. Ăn cắn với mẹ có cáp rồi. Không cần đâu, em cứ buộc lên đấy. Em cứ buộc lên đi. Em cứ kéo lên đi. Buộc ngay vào cái. Không phải luồn không? Phải luồn không? Ờ, phải luồn sang bên này dây điện rồi. Ờ. Em cứ kéo lên xem nào. Nó dây điện cũng được, nó không quan trọng đâu. Nó vắt vào dây điện. Đang bị vắt dây điện. Rồi, thế là ok đấy. Thế thì bây giờ em luồn sang dây điện phát cho anh là được. Luồn trên dây điện đấy, đang đi dưới đấy. Thì nó tách ra thì nó không bị đè xuống. Động này luồn lại phan nữa là xong, đúng không? Vít vít lửng lửng vào đấy được. Cái dây trùng này thì quận lửng. Luồn ra bên kia. Chiều buồn nghiêng nắng. Từ từ, để anh lên anh kéo cô. Đưa đuôi đây. Sao nó lại lật thang này? Đây nhá. Còn được nữa không? Nào. Rồi, hết rồi. Rồi, em bẻ. Vấn đề là thằng em ở bên trên kia là buộc hơi khó kìa. Rồi, quặn vào cái gì hãm nó buộc kia. Được rồi, được rồi.